Kính chào quý vị khán giả. Thị trường mua bán nhà đất Hà Nội đang trở nên sôi động, không chỉ nhà mới mà cả nhà cũ, không chỉ nhà ở ngay mà cả những nhà đang hoàn thiện. Kính mời quý cô bác anh chị liên lạc em Thiện để xem ngay những bất động sản hợp lý nhất với nhu cầu nhé. Tài sản ngày hôm nay thì là một ngôi nhà nằm tại Khương Đình Phố, Thanh Xuân Quận, gần với ngã tư Sở. Từ nhà mà đến khu Vincom Royal City là khoảng hơn 1 km, ra Nguyễn Xiển là khoảng 600 m, đến ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển chừng khoảng 1 km. Ngõ trước nhà thì là không quá rộng nhưng là một con ngõ thông, từ nhà thì thẳng tắp ra đường lớn luôn, không có ngoặt nào cả. Nhà này được xây dựng trên diện tích là 32 m² mặt bằng, sổ đỏ vuông vắn cạnh trước bằng cạnh sau, sổ chính chủ. Cửa chính của nhà là quay hướng thuộc Đông Tứ Trạch. Về kích thước của nhà thì lát đăng video em sẽ cập nhật ở phần mô tả nhé. Giấy tờ của nhà có đủ, sổ đỏ chính chủ, không tranh chấp, không quy hoạch, có thể là sang tên mua bán được ngay. Tài sản trên đất này là một công trình nhà ở riêng lẻ xây mới 5 tầng. Tình trạng nhà thì là mới 100% chưa ở. Ai mà thích nhà thì xin đến làm việc và dọn về nhập trạch ngay. Như chúng ta đang xem thì thiết kế nhà cơ bản là có cầu thang và vệ sinh ở cuối. Mỗi tầng chỉ có một phòng và một vệ sinh thôi. Công năng sử dụng của nhà là được 3 phòng ngủ rộng, ở các tầng là 4, 3 và 2. Trên tầng 5 thì có gian thờ riêng, có chỗ để máy giặt với đầy đủ các đường chờ điện, nước, nước vào, nước ra. Ở cầu thang thì có giếng trời lấy sáng. Trên tầng thượng ở phía ngoài cùng là có sân phơi và có mái che đã bắn tôn và có khung sắt đủ rồi. Mời cả nhà sẽ xem đến hết video để thấy ạ. Vật liệu và nội thất trong nhà là những đồ đạc được lựa chọn kỹ lưỡng. Chủ nhà thì ở ngay cạnh đây nên chúng ta mua về thì làm hàng xóm luôn. Tắt lửa tối đèn thì nhờ nhau được, chứ không phải là bán xong là xong. Về giá tổng cả nhà và cả đất thì hiện tại chủ đang mong muốn bán là nhỉnh 4 tỷ một chút, có thương lượng, đàm phán. Và họ sẽ bao sang tên mọi thứ cho chúng ta. Chỉ cần biết là chọn nhà, ký công chứng mua bán, còn lại giấy tờ họ làm hết. Xin lưu ý là quý vị sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác ngoài cái chi phí mua nhà. Chính chủ thì đang cần bán ngay, nên là ưu tiên ai đến làm việc sớm hơn. Ngoài giấy tờ sổ sách thì nhà cũng có hợp đồng điện nước riêng biệt. Xung quanh thì cư dân thân thiện hòa đồng. Nhà cách hồ điều hòa khoảng 150 m. Trong phòng bán kính khoảng 500 m thì có đầy đủ các tiện ích mà một người ở thành phố cần. Với việc là có gần hồ điều hòa, gần đường vành đai 3 và gần nhiều dự án đường xá hạ tầng mới mở, thì ở đây hứa hẹn sẽ là điểm an cư tuyệt vời cho ai cần mua nhà trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực ngã tư Sở. Ngoài căn này ra thì bên em Thiện còn rất là nhiều thông tin nhà cũ, nhà mới và đất bán. Tùy khoảng tiền, tùy khu vực mà chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau. Quý anh chị cô bác cần đặt hàng theo các tiêu chí nhất định hay là quan tâm cụ thể căn nào thì xin liên lạc trực tiếp em Thiện 0962802792 ạ. Em xin được cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những bất động sản kế tiếp.